Không, cứ lấy cho nó thật trước đây. Cái đó đâu phải là chiếm lòng lề đường, cái đó là để mà nói cho người ta đừng có đậu xe, thấy chưa? Đừng đậu xe, đừng buôn bán, cái đó mình khoan hô người ta. Lấy vậy đâu, làm cái gì? Cái đây là chấp hành thì ghê lắm đó. Nên anh thử lại chụp cái bảng đó đi, chụp cái bảng nó coi là ghi cái bảng là cái gì trong đó. Bạn nói ghi nội dung là gì chứ? Hả? Nội dung là xin đừng buôn bán và không đậu xe trên lòng lề đường. Chú để cảnh báo. Hả? Chú để bạn để cảnh báo xe hơi. Để cảnh báo xe hơi và những người buôn bán hàng rong không tụ tập buôn bán và là trên lòng lề đường. Là tôi để bên kia. Cái chỗ đó là không phải là chỗ xe chạy. Nó cái cửa đó là cửa khóa. Đâu có xe vô đâu. Đó, cái bờ cao gì mà nó xe hơi vô được. Cứ để đó để cho đừng cho bao giờ chiếc xe nằm mà lên đậu lòng đầy đường. Chấp hành tốt của nhà nước quá đi, lấy cái bảng mấy anh đi dẹp đường, mấy anh đi lấy cái bảng đó là tôi thấy nó rất sai. Tôi thấy xử lý của bác Hải như thế nào cái trường hợp đó? Xử lý thì ông đã từng nói nhiều lắm rồi. Ông nói nhưng mà ông nói đó, xin lỗi ông năm nay có 48 tuổi cho nhiêu bằng con tôi. Ông nói theo cái lý của ông rằng là một cán bộ đang làm việc thì người dân không phải ông. À, khi mà ông bí rồi đó, ông kêu người khác lại làm bắt lên xe cẩu hoặc gì. Trời, ông làm việc quá dở. Còn mấy cháu hả, nếu mà phóng viên còn mấy cháu đi theo là khác. Còn mấy cháu mà đó mà coi là tao kiếm cháu là coi cái bảng đó coi, chụp cái bảng đó coi nội dung là cái gì thì mấy cháu biết liền. Thiệt